Wow, cái toilet đây bự quá, to quá đùng luôn. Có nhà vệ sinh open air. Đây, các bạn đang di chuyển tới cầu cổng vàng của Đà Nẵng. Đầu tiên là sự xuất hiện của anh Jack Do, biên tập viên của đài bóng đá Jack Do Biết. Kế tới là chị Hằng. Cái này chị Ngọc, không nói gì hết trơn. Cái đó là chị thầy, lộn anh thầy. Lộn anh thầy. Đó là chị Mai Chi. Chị Liên. Đây có hai cái hệ thống nguyên diện để coi, một tường và một gỗ. Đây là hồi nãy em nói là bao nhiêu phòng mà sức chứa 45 người, quên. 14 phòng. Bachelor. Bachelor hả? Dạ. À. Tại vì nó có cái ban công như thế này. À. Phòng này, phòng này là 3 người. Để vô coi cái toilet. Wow, cái toilet này bự quá, to quá đùng luôn. Toilet này chắc có 2 mét mấy á. Ánh sáng, dùng ánh sáng tự nhiên xuống dưới đây là mình thấy tự nhiên. Mình đã phòng này mới dọn mà, khách mới trả. Phòng này gọi là bachelor ở khu vực này vì nó có ban công rất là đẹp. Mít này phải có cái ban công. Đi nói nè. Cây này là cây đinh lăng hả? Cây đinh lăng. Bông súng. Đạt. Đạt. Đây. Cậu. Không sao đâu. Vô coi. Còn ở đây, nó có cái mùng, mình vô được phải không? À, đây là khu vực đó. Có nhà vệ sinh open air. Rất là đã ha. Đây là open air luôn. Không có lọ nhưng mà chắc cũng không cần lọ đâu, nhưng đây thấy cũng đủ mát rồi đó. Hòa mình vào thiên nhiên rồi. Để coi cái chỗ này cũng đẹp, là bằng gỗ. Này là tối sợ mũi, phải có buông cái mùng xuống. Xuống dưới phía sau đã rồi. Lại phòng nào nữa không ạ? Nó cũng kiểu vậy thôi, khác vị trí thôi. Ok. Đây là cá hả? Dưới đây thả cá. Ví dụ mà khách ở đây đem cần câu vô, câu vô chứ biết không. Đã.
quá vậy. Đây các bạn đang di chuyển tới cầu cổng vàng của Đà Nẵng. Đây. Đầu tiên là sự xuất hiện của anh Jack Do, biên tập viên của đài bóng đá Jack Do Biết. Kế tới là chị Hằng. Kế tới chị Ngọc, không nói gì chưa. Kế tới là chị thầy, lộn anh thầy, lộn anh thầy. Đó là chị Mai Di, chị Liên, chị Trần Quốc Bọn. À, các bạn đi thấy đi cầu cổng vàng thấy sao? Ừ, thấy giống không? Công công đó. Đây là chị Phương. Chị Phương chị rất là hạnh phúc và hiện tại chị đang rất là lâng lâng vì chị mới tìm ra được đôi dép của mình. Trong lúc bấn loạn, chị cứ nghĩ là chị áo đỏ đã lấy đi đôi dép của anh ấy. Rồi, đã kết thúc một vòng. Bây giờ mình di chuyển xuống tàu. Rồi.